Ông đấy. Đợt này ông người gầy không? Đợt này ông người gầy là còn sống. Thời điểm bà Vinh đấy cấp đấy chứ. Ông lạnh hả ông? 2, 3, 3 năm. 93 hay thừa nhận tuổi từ 507 sau khi bà chết. Từ 507 tờ tuổi đó. Đâu? Việc này cướp với băng ghi âm ông qua. Quá cái gân chỉnh mới thì thôi. Này bà Hồng được. Ba mẹ bạn mới cho ông mà chỉnh lại tuổi hả? Tất cả các văn bản ủy ban chính chánh án tòa án tổng tài nguyên môi trường cung cấp trả lời trên tháng 4 năm 2011 dấu không không trái này không dấu anh Hiền à không dạ anh Hiền dạ anh Hùng tôi không dấu đóng nó lại đây đi là cuối chưa à cuối chưa chưa đọc có thế là tạm ổn à, thấy đọc thầy cô đây là con gái à đấy là con dấu của ông Hưng à con dấu ông Hưng à tôi biết ông Hưng không biết Hưng Hành chứ biết cháu là chị dâu của hai người này cháu là chị dâu là anh ơi vâng anh nó anh ngoài chị con bác mà con bác thì để là chị còn đây là con của ngồi đây cháu chú nội của ông ngồi, à. ngồi đây. Ông ngồi đi ấy ngồi ghế đây ông bây giờ là vẫn chưa đến kết luận đâu tại vì là nó cứ cãi bên phía bên kia là ông một là ông Quang không chịu ra tòa thứ hai là à, nó cứ đưa những cái bằng chứng gian dối ra nó bảo mình là kiện sai đấy chứ còn con cái lắm chứ là ba đứa con cháu đó mà con cháu đó nồi là bên nhà nồi đi tôi đây rồi đấy không dạ dạ chú là ở nhà ông Hạnh ấy con đúng không đâu đây là tôi không đâu đâu cũng hay chú Hùng này là con đâu trưởng Hùng à đâu. Đâu chú Hùng là con trưởng của ông Hạnh 90 tuổi này 90 con cả con cháu là con của ông Hưng cơ mà biết rồi nhà chưa bao giờ chưa vâng tôi hơn 90 rồi máu rất chín mươi tập ba thò ha